Minh Triệu, đồng hồ hiệu. Rất vui khi được quay trở lại cùng anh em trong video ngày hôm nay. Và trong video lần này, đồng hồ Minh Triệu sẽ cùng anh em trải nghiệm một chiếc Ogivan. Đây là một chiếc đã qua sử dụng, độ mới cao, còn full box cũng như sổ thẻ của Ogivan đi kèm anh em ạ. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cuốn sách hướng dẫn sử dụng của Ogivan, thiết kế màu đỏ vô cùng nổi bật. Bên trong sẽ cung cấp cho anh em rất là nhiều thông tin bổ ích về đồng hồ. Mình sẽ tạm gác sang một bên để cùng anh em trải nghiệm hai cái thẻ cực kỳ quan trọng đi kèm. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái thẻ màu đỏ. Đây là thẻ Ogivan International Warranty, thẻ bảo hành toàn cầu. Và bên trong sẽ cung cấp cho anh em đây là mã quốc tế sản phẩm là Ogivan 358.31AG42R-GL. Đây là phiên bản Limited Edition, phiên bản giới hạn toàn cầu cực kỳ đặc biệt. Lát nữa mình sẽ show lên cho anh em xem. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái thẻ Diamond Certificate. Đây là thẻ chứng nhận đá quý, chứng nhận kim cương. Sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay được trang bị 11 viên kim cương, ứng với các cọc số và tổng trọng lượng các viên kim cương chúng ta là 0,0506 carat. Đây là những viên đá quý được Ogivan tuyển chọn một cách khá là kỹ lưỡng. Và chúng ta sẽ có một cái mã sản phẩm, hai thẻ nó sẽ khớp nhau anh em nhé. Mình sẽ tạm gác sang một bên để cùng anh em trải nghiệm nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Sản phẩm ngày hôm nay mình chia sẻ với anh em là một chiếc Ogivan với thiết kế skeleton, lộ máy vô diễn ra những gì tinh túy đẹp nhất của một cỗ máy cơ khí. Chiếc này chúng ta với size mặt cực kỳ lớn là size 42mm, độ dày là 9.75. Thì với kích thước này chúng ta sẽ phù hợp với anh em cổ tay to, anh em tay nhỏ có thể bỏ qua. Anh em cổ tay lý tưởng để đeo chiếc Ogivan này từ 16.5 trở lên đeo rất là tuyệt vời. Mình sẽ trên tay để anh em thấy được độ đẹp, độ chất của chiếc Ogivan này ạ. Trang bị mặt đeo màu trắng tinh khiết cùng bộ dây da cá sấu màu nâu cực kỳ lịch lãm. Thiết kế mặt trắng du anh em trên tay nó tạo cho chúng ta cảm giác nó trẻ trung, năng động và nó có sức hút hơn rất là nhiều. Bên trong mặt số chúng ta thì nơi chứa những cọc số sẽ được cái Ogivan thiết kế bằng viên kim cương. Đây là những viên kim cương thiên nhiên được Ogivan tuyển chọn khá là kỹ lưỡng. Và mình sẽ soi đến cận cảnh để cho anh em nhìn thấy khả năng bắt sáng cũng như là độ hoàn thiện tuyệt vời của những viên đá quý này ạ. Chúng ta sẽ có những cái chấu giữ kim cương cũng được làm bằng thép đặc không gỉ, được mạ PVD Yellow Gold. Vị trí góc 12 giờ chúng ta được Ogivan lược bỏ bớt đi một cọc số kim cương. Và thay vào đó thì hãng đã khéo léo thêm dòng chữ Ogivan được hoàn thiện khá là đẹp. Và toàn bộ cái dòng chữ này chúng ta được làm bằng thép không gỉ, được mạ PVD Yellow Gold. Và cái nền mà nơi chứa những cọc số kim cương chúng ta được Ogivan thiết kế bằng những đường tròn đồng tâm, nó sẽ tạo ra những hiệu ứng khúc xạ ánh sáng rất là tuyệt vời. Vị trí góc 6 giờ chúng ta sẽ có dòng chữ Squidmet, sản phẩm sản xuất tại Thụy Sĩ. Dòng chữ Diamond đó chính là ký hiệu của kim cương. Và đặc biệt thì anh em quan sát là con số 022/299, đây là phiên bản Limited Edition. Sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay có 299 chiếc trên toàn cầu mà thôi anh em ạ. Và đây là cái số lượng khá là ít. Và chúng ta sẽ có số thứ tự là 22, khá là dễ nhớ và đẹp. Và những cái phiên bản Limited Edition này nó mang cái giá trị sưu tầm rất là cao vì độ hiếm của nó. Đặc biệt thì sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay còn được trang bị rất là nhiều kim cương. Anh em trên tay nó không khác gì một món đồ trang sức. Anh em quan sát là nằm trong cùng chúng ta được Ogivan thiết kế skeleton lộ máy, phô diễn ra những cái chuyển động của cỗ máy cơ khí, giúp anh em ngắm nhìn cái bộ máy này của chúng ta, tạo cho anh em cảm giác nó không bị nhàm chán. Nó cũng giúp anh em giải tỏa những cái stress căng thẳng sau mỗi ngày anh em làm việc mệt mỏi. Và sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay là phiên bản đại bàng tung cánh, là một trong những cái phiên bản rất là tuyệt vời mà Ogivan mang đến cho chúng ta. Anh em quan sát là hình ảnh đại bàng chúng ta được hoàn thiện cực kỳ tuyệt vời. Và đại bàng còn được mệnh danh là sứ giả của những vị thần tối cao, là chúa tể của bầu trời, là vua của không trung. Và đại bàng là loài chim săn mồi to nhất và dũng mãnh nhất trên bầu trời, khiến nhiều kẻ phải khiếp sợ. Rất là nhiều nước trên thế giới như Nga, Áo, Ba Lan, Ai Cập, Hoa Kỳ, Indonesia đã lấy hình ảnh đại bàng làm quốc huy để biểu tượng cho quyền lực, uy quyền và sự bất tử. Đại bàng là loài chim săn mồi dũng mãnh, tốc độ nhanh nhất thế giới. Những hành động săn mồi rất là nhanh, chính xác, mạnh mẽ, dứt khoát, nên bất cứ con mồi nào cũng không thoát khỏi được móng vuốt sắc bén, chắc khỏe của nó. Hình ảnh đại bàng tung cánh bay lượn thật là oai hùng, uy dũng tự do, thoải mái làm bao con mồi sợ hãi. Hình ảnh chim đại bàng thể hiện sự hiên ngang, dũng mãnh, uy nghiêm, giúp thu hút năng lượng mang tới may mắn cho anh em khi mà trên tay chiếc Ogivan này, giúp cho anh em sự nghiệp phát triển, công danh thăng tiến, giúp chế ngự tà khí, trấn trạch, trừ tà đẩy khí xấu và hóa giải vận xấu, loại bỏ tiểu nhân. Một chiếc đồng hồ rất là nhiều những công năng đúng không ạ? Anh em quan sát là bộ kim của chúng ta ngày hôm nay được Ogivan tạo hình đẹp, thiết kế dạng kim lá liễu. Với thiết kế này giúp anh em trên tay nó tạo chúng ta cảm giác thanh mảnh, lịch sự vô cùng. Kim dây chuyển động mượt mà nhờ sử dụng bộ máy có tần số rộng lên tới 28.800 PPH. Và bộ kim của chúng ta ngày mai được thiết kế dạng kim nung xanh. Và để lên được màu xanh của kim nung này đòi hỏi các nghệ nhân chúng ta phải nung ở nhiệt độ thích hợp, cụ thể là 570 độ F thì mới lên được màu xanh tuyệt vời như này anh em nhé. Anh em quan sát vị trí bàn wheel chúng ta chuyển động rất là mượt mà. Viên đá ruby màu hồng và chút ánh tím bắt sáng cực kỳ tốt. Và cái chi tiết mà nơi chứa viên đá ruby này cũng được các nghệ nhân chúng ta tạo hình bằng những hoa văn họa tiết rất là đẹp. Anh em quan sát là bên dưới bánh xe cân bằng chúng ta có thể thấy bộ phận thoát đồng hồ như là bánh xe gai, con ngựa và bộ phận vành tóc đang chuyển động liên hồi mượt mà.
Đặc biệt là hình ảnh chú đại bàng của chúng ta toát ra rất là nhiều thần thái từ khuôn mặt. Chúng ta sẽ có thể nhìn thấy đôi mắt cũng như là cái bộ mỏ rất là sắc bén và đôi mắt rất là nhanh nhẹn. Cái phần chân chú đại bàng của chúng ta thiết kế khá là chắc chắn. Em quan sát nổi bật thì sẽ là cái đôi móng vuốt rất là sắc nhọn để giúp săn mồi. Chúng ta sẽ có những cái đôi cánh bộ lông rất là tuyệt vời. Và để tạo nên được những cái bộ lông như này thì đòi hỏi các nghệ nhân chúng ta phải rất là trau chuốt tỉ mỉ và độ hoàn thiện rất là sắc nét vì những chi tiết nhỏ cũng được phơi bày ngày mặt. Kính sapphire nguyên khối với mắt kính sapphire sẽ giúp anh em tránh được vết xước khi mà chúng ta va chạm trong các ngày sinh hoạt hàng ngày. Toàn thân của chúng ta là thân thép không gỉ được mạng PVD yellow gold. Niềm mới gen của chúng ta được thiết kế dạng niềm cạnh khía răng cưa và với thiết kế này giúp anh em tránh được vết xước khi mà anh em va chạm trong các ngày sinh hoạt hàng ngày. Và đồng thời thì cái niềm này nó cũng giúp anh em nhìn trực diện ạ, nó tạo chúng ta cảm giác nó độc, nó lạ hơn rất là nhiều. Và phía bên phải tại vị trí góc 3 giờ chúng ta sẽ làm núm điều chỉnh thời gian. Bên trên núm của chúng ta với một cái logo chú cá nhảy mang lại chúng ta sự may mắn và được chuyện khác hoàn thiện nổi. Thiết kế núm tạo hình cạnh khía răng cưa này giúp anh em dễ dàng lên co tay và chúng ta có thể kéo núm ra. Điều chỉnh giờ cực kỳ tiện lợi. Và sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay được Ivan trang bị núm skill down. Với thiết kế núm skill down này thì anh em không thể kéo núm ra như thông thường được mà anh em phải tháo ren bằng cách là vặn núm ngược chiều kim đồng hồ vài vòng. Sau khi ren là núm bung ra rồi thì anh em có thể nhìn thấy rõ những khớp ren rất là rõ ràng. Và những cái sản phẩm được trang bị núm skill down này sẽ có độ chống nước cao hơn so với những cái sản phẩm thông thường anh em nhé. Và sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay sẽ có độ chống nước lên tới 50m. Anh em có thể đi mưa rửa tay và chúng ta vẫn có thể đi tắm nhẹ mà không lo vào nước. Và lúc này thì chúng ta có thể lên cót tay cho đồng hồ bằng cách là vặn núm theo chiều kim đồng hồ. Khi mà mình vặn cót thì anh em quan sát là vị trí góc 5 giờ của chúng ta. Đây là nơi dự trữ năng lượng của đồng hồ hay còn gọi là ổ cót. Chúng ta có thể nhìn thấy rõ những cái vòng cót chúng ta đang được siết lại dày. Và với thiết kế ổ cót lộ ra như thế này thì anh em có thể biết được thời lượng trữ cót còn nhiều hay ít và đồng thời anh em có thể bổ sung nạp thêm năng lượng cho đồng hồ khi cần thiết anh em nhé. Sau khi lên cót xong, anh em có thể kéo núm ra điều chỉnh giờ. Và khi mà mình kéo núm ra, anh em quan sát là kim dây đã ngừng hoạt động rồi, cũng như là ba lần wheel không còn chuyển động nữa. Đây là tính năng hacking stop. Với tính năng này sẽ giúp anh em điều chỉnh giờ một cách chính xác nhất. Điều chỉnh giờ anh em đưa đồng hồ về múi giờ mong muốn ạ. Sau đó anh em bấm núm lại. Và chúng ta vừa ấn và vừa vặn cái núm này lại như kiểu chúng ta đóng một con ốc ạ. Sau khi gen ở núm đã được khóa lại cũng như là núm của chúng ta đã khít với cả phần khung vỏ rồi, lúc này thì đồng hồ chúng ta mới tiếp tục vận hành và đảm bảo tính năng chống nước hoàn hảo cho đồng hồ. Đi kèm với đồng hồ chúng ta sẽ bộ dây da cá sấu màu nâu cánh sán. Và đây là bộ dây nguyên bản của chiếc Ogivan này. Nổi bật thì sẽ là những vân cá sấu, đường kim mũ chỉ khâu rất là tỉ mỉ trau chuốt. Bên dưới chúng ta được lót một lớp da bò chống thấm mồ hôi. Và đi kèm bộ dây da thì chúng ta sẽ bộ khóa của Ogivan ạ. Toàn bộ khóa của chúng ta được làm bằng thép không gỉ và được mạ PVD Yellow Gold. Bên dưới khóa của chúng ta sẽ có chuyện là stainless steel ký hiệu của thép không gỉ. Và anh em quan sát là bên trong khóa của chúng ta còn được đánh những vân đánh xoáy, thiết kế tạo hình vảy cá cực kỳ đẹp. Và với thiết kế khóa bướm này không chỉ giúp anh em đóng mở dễ dàng tiện lợi mà bên chiếc khóa của chúng ta sẽ có dòng chữ Ogivan cũng như là một cái logo chú cá nhảy được chị khác ạ. Anh em bấm cái phím ở hai bên này thì bộ khóa của chúng ta sẽ bung ra và mình sẽ cùng anh em trải nghiệm mặt sau đồng hồ ạ. Mặt sau của chúng ta ngày hôm nay được Ogivan thiết kế lộ máy và bộ máy sử dụng trên chiếc Ogivan này đó chính là bộ máy Seleta SVK200. Với bộ máy này thì anh em sẽ có 26 chân kính, 28.800 dao động và khoảng 38 đến 40 giờ tích cót cho anh em trải nghiệm. Bộ máy cực kỳ tuyệt vời. Anh em quan sát là vị trí ba lồng wheel chúng ta chuyển động rất là mượt mà. Viên đá ruby màu hồng pha chút ánh tím bắt sáng cực kỳ tốt. Và tại vị trí này chúng ta sẽ có một cần gạt chỉnh nhanh chậm. Cần gạt này kết hợp với cả con ốc vít ký hiệu cộng trừ ở đây sẽ giúp anh em căn chỉnh thời gian một cách chính xác nhất. Quả văng của chúng ta ngày hôm nay được Ogivan tạo hình đẹp, thiết kế bằng những đường kẻ sọc và những tia phay sức mạnh tạo điểm nhấn. Bên trên quả văng chúng ta sẽ có dòng chữ là Ogivan và 26 wheel skidmate. Bộ máy sử dụng lên tới 26 chân kính và sản xuất tại Thụy Sĩ anh em nhé. Toàn bộ những cái chữ cũng như cái logo của chúng ta là thiết kế màu xanh cực kỳ nổi bật trên cái nền màu vàng này. Khi mà mình soi lên cận cảnh, anh em có thể nhìn thấy rõ những chân kính. Bên trong chân kính chúng ta sẽ có những cái đầu trục cực kỳ nhỏ. Bộ máy của chúng ta ngày hôm nay được Ogivan tạo thành từ những bánh răng, những con ốc vít và chúng ta sẽ có những chân kính màu hồng. Bộ máy rất là nhiều màu sắc. Mình sẽ nghiêng bộ máy này ở các góc độ khác nhau để cho anh em ngắm nhìn vẻ đẹp tuyệt vời trước Ogivan này ạ. Mặt sau của chúng ta sẽ được chỉnh khắc một số thông tin. Chúng ta sẽ có dòng chữ là Automatic. Tiếp theo chúng ta sẽ một cái đầu mã sản phẩm. Chúng ta sẽ có water resistant 50 tm. Độ chống nước này anh em có thể đi mưa rửa tay mà không lo vào nước. Chúng ta sẽ có squid mate, một số story number này. Chúng ta sẽ có all stainless steel ký hiệu của thép không gỉ. Vừa rồi mình đã cùng anh em trải nghiệm một sản phẩm chính hãng đến từ Thụy Sĩ mang thương hiệu Ogivan. Và sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay thuộc dòng Skeleton với hình ảnh chú bại bàng rất là uy phong oai dũng, kết hợp với cả 11 viên kim cương ứng với các cọc số. Và chúng ta sẽ có một phiên bản limited edition thì thực sự anh em trên tay nó không khác gì món đồ trang sức và rất đáng để anh em chơi và sưu tầm. Sản phẩm đang được bán mức giá retail khá là cao, mức giá khoảng 30 triệu, và ngày hôm nay thì đồng hồ Minh Triệu giao lưu lại với anh em mức giá cực kỳ tốt, mức giá chỉ 17.500.000 mà thôi. Áp dụng cho anh em ấn đăng ký kênh cũng như theo dõi video này mới được hưởng mức giá này anh em nhé. Và các sản phẩm đồng hồ Minh Triệu bán ra cam kết với anh em là hàng chính hãng 100%.
Khi anh em mua hàng, bên mình sẽ cung cấp cho anh em một phiếu cam kết bán hàng chính hãng tại đồng hồ Minh Triệu đi kèm. Vì hiện nay thị trường hàng giả, hàng nhái làm tràn lan, làm anh em hoang mang, lo lắng, không biết mua ở đâu, tin tưởng, uy tín, thì anh em hãy đến với đồng hồ Minh Triệu. Anh em sẽ thấy được sự an tâm, hài lòng khi sử dụng đồng hồ. Các sản phẩm bên mình bán ra cam kết chính hãng 100%, sẵn sàng đi thẩm định của anh em tại bất kỳ trung tâm, cơ sở, uy tín về đồng hồ tại Hà Nội. Nếu anh em có nhu cầu, bên mình sẽ cấp thêm cho anh em thẻ bảo hành 2 năm để anh em yên tâm sử dụng. Và nếu anh em Hà Nội có thể qua trực tiếp địa chỉ bên mình 217 Thích Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội để lên tay thử sản phẩm. Nếu anh em ở xa, bên mình có hỗ trợ ship COD, tức là anh em nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán trực tiếp trên chuyển phát. Tuy nhiên, với sản phẩm chính hãng, sản phẩm giá trị cao, anh em vui lòng cọc cho bên mình 10%, bên mình cho hàng đi. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo của chúng tôi. Minh Triệu, đồng hồ hiệu